Chào bạn, hôm nay Đức Phương sẽ giới thiệu cho bạn một cái mẫu két sắt vân tay điện tử của Hàn Quốc. Đây là tổng quan bên ngoài của két sắt. Đây là hệ thống điều khiển vân tay điện tử. Đây là khóa chìa bi 4 cạnh. Để mở két sắt, các bạn chỉ cần ấn Start, ấn 1, 2, 3, 4, ấn Enter. Xoay là có thể mở được két sắt dễ dàng. Đây là nội thất của két sắt được chia làm 3 ngăn. Có hai ngăn có thể để giật giấy tờ A4. Ngăn trên này là một cái khay kéo có khóa riêng, mình có thể để trang sức. Cánh két là hềm tam cấp giúp két sắt có khả năng chống cháy tốt hơn. Còn đây là các cái chốt khóa bên trong chống cắt bản lề. Còn đây là hai chốt khóa có thể chống được trộm cậy phá. Điểm đặc biệt của vân tay này đó là bạn có thể cài hàng trăm vân tay cho nhiều người sử dụng. Bạn có thể mở kết hợp giữa mã số và vân tay. Mình có thể ấn Start. Đó. Mở két rất là dễ dàng. Về kích thước thì két sắt có chiều cao là 55cm, chiều ngang là 42 và chiều sâu là 38 và khối lượng là 60kg. Về cấu tạo thì két sắt được làm bằng thép hai lớp, ở giữa có bột chống cháy, giúp két sắt có thể chống được cháy lên tới 1000 độ C trong vòng 2 giờ. Một chiếc két sắt mới thì được bảo hành 5 năm và được giao hàng lắp đặt trên toàn quốc. Nếu bạn muốn mua két sắt này cho gia đình hoặc cả cho công ty thì hãy gọi trực tiếp cho mình để có giá ưu đãi tốt nhất. Xin chào.